Đây bây giờ làm bà chị bà đang quậy bột mì để làm chuẩn bị làm kim chi nè. Này quậy có bao lâu xong chị Thận? Chút hả? Sôi lên hả? 5 phút hả? 5 phút 5 hả? Phút hoặc là 10 phút tùy theo mình là mở nó quậy cho nó sành sạch vậy hả? Cho nó keo lại như mình quay hồ gì đó. Nói chung là cảm thấy nó keo nó sạch là ok, nó chín cái bột là ok. Mà lửa mở lửa diêu diêu thôi, đừng có to quá, bạn nào mở lửa to là nó cháy đó. Nó ít nước không chị Thần? Vậy Không, vừa hả? Vừa hả? Nó phải nó kéo sạch sạch vậy hả? Này giống như mình quậy hồ ha. Thì y như vậy đó. Mình nói chung là cho cái bột này nó chín luôn. Này có này nữa vô cái giận nhôm cái nó mau ấy, chua với lại nó sền sệt ha. Bột này thường thường người ta nấu cái gì bibi năng niên á, người ta đánh người ta làm cái dây mà sợ sợ đó. Đấy chứ thằng. Thì nó chín hẳn hay nó bột. Mình ha, tụi nó té không hết hồng. Dạ, xong. Bột xong, chứ suốt. Bột xong rồi, bây giờ tới xay xay tỏi hả? Xay tỏi, xay gừng. Có hành tây xay luôn hả? Máy xay nhỏ gì không? Máy xay bự hả? Không, xay nhỏ để dành để xay hả? Xay cái này, còn xay cái bự là xay cái cây. Hai cái nó không được nha, nó không có lộn xộn được. Lúc mà xay á, mà nó còn làm cợn này nó không có nước, mình sẽ đổ một miếng nước. Cái nồi nước này là pha pha để cho coi, cái nồi nước này là nước củ cải với gì vậy chị Thần, dớt lên cho mọi người xem. Củ cải dầu cái lá này á, chị cái lá không biết là cái lá gì, lá cái lá là giống như lá rong biển vậy đó. Xong rồi cải lại mu lại cá khô hả? Tôm khô đúng tôm không? Khô cá khô làm cho nước nó ngọt đi á. Nói chung là làm kim chi cải thảo là phải có cái nồi nước này nó mới ngon. Củ cải nè, tôm khô, cá khô với lại cái lá này. Lá này giống như lá rong biển mà không phải rong biển. Nó dày. Bên Việt Nam mình biết có không ta? Ở bên Hàn này thì cái này nhiều mà cái Việt Nam mình biết có không? Củ hành tây, tỏi. Mình đổ ra thao này thôi. Không đổ cho trong cái thao thao cô thao ý dưới hầm ở dưới em quay hành. Đây nguyên liệu gồm có bê chu là sáu cái bắp cải thảo, 3 trái táo, táo hoặc lê gì cũng được, có lê thì ngon hơn, cả không có lê thì làm táo gừng, củ cà rốt, củ cải trắng và hành lá. Giờ chị Thận đang xay tỏi. Muốn xay cho dễ thì chế cái nước, nước cá khô rong biển củ cải mình nấu. Mình đổ ở đây. Cái đó cái này cái chống chống xay cái nó ngắn ha.
em làm thích cái khúc mà ngồi quét cái nhận nhôm lên. Gia đình mà đâu mình bán. Cái bà kia thấy bà xài cái máy to thì nhanh hơn. Xay gừng, xay củ hành tây, xay tỏi. Còn cà rốt, xay táo nữa. Xay táo hoặc là lê, không có táo thì làm lê có lê, làm lê. Còn củ cà rốt với lại củ cải trắng thì mình sắc sợi sợi phải không? Còn củ bắp cải thảo mình đã ướp muối qua một đêm xong rửa sạch để cho nó ráo nước. Một bắp cải này mình sẽ làm 4 mấy thằng? Làm 4 cũng được mà làm 2 cũng được. Nhưng mà mình làm nhà ăn mà gọi là làm 4 cho nó gọn. Đây là cách làm kim chi đơn giản nhất nha mọi người. Này làm gia đình, người hàng họ làm rất là nhiều. Cái mấy chục bắp còn này nhà không có ai nên là làm có mấy bắp. Chồng đi làm xa chủ yếu là vợ ăn. Chị nói chồng đi làm xa chủ yếu là vợ làm vợ ăn hả? Thảo rửa là mình ướp muối với một đêm cái nó teo lại như vậy. Xong mình để vô cái thau cho nó ráo nước. Như đây là 6 bắp nè. 6 bắp cải. Nồi nước này nó ngọt lắm nha. Củ cải, tôm khô, cá khô. Ngọt mà. Cái nồi này như người ta nấu là u tay. Cái miếng này, cái miếng rong biển màu xanh này tên tiếng Hàn là gì tự nhiên quên mất tiêu rồi. Cái gì à? Chị cũng không biết, nó nói em... cái vị em biết mà tự nhiên giờ cái tự nhiên quên mất tiêu không nhớ. Cái đó người Hàn họ hay chiên giòn trộn đường ha. Mà thấy chiên giòn trộn đường ăn với ẹt nấu nước hả em mua mà nó kia mở ra, nó kia mở này ra cho nó nè. Ba bập ba là ở đây chị thận tách ra cho nó nè. Chú cơm mít ta cũng như ta mất có cái tà mà chú đi kia nã có cái ta đi này là gừng hả? Thank you.
phải thêm miếng nước nữa. Không phải, nãy sao? Xay nãy giờ liên tục hả? Không phải, cái nó to quá. Cái to quá hả? Nó có hai lử không? Nó ừ. Chặt không có hết. Nó đúng rồi. Nó không có bấy. Sắt là nhỏ nhỏ dễ xay hơn. Cái kia nó còn nguyên cùi, mình để to quá, mình không dám nhỏ nhỏ. Mình làm có mấy bắp phẻ của người Hàn họ làm. Gì đâu mà tới mấy chục bắp, cả trăm bắp. Ở ngoài chợ nó cũng có bán, nó làm sẵn á. Nó muối cải nè. Bán. Mình thích ăn gừng nhiều, mình bỏ gừng nhiều nó thơm. Còn người Hàn họ làm số lượng nhiều hơn là bỏ gừng nó ít, cái nó không có thơm mùi. Chị gừng. Làm đó là lúc nào chị bỏ gừng nhiều hết. Mùa đông này mình làm kim chi này bỏ gừng nhiều ăn cấm cảm. Bữa bà chủ kia bà nấu cái táo táo tàu với gừng này vậy hả? Xong rồi bà nấu kẹo lại để pha nước á. Mà lấy cái đó mình quét chung với bánh mì không mình ăn cũng ngon hơn. Bữa bà nấu đem vô cái bà mua bánh mì á. Làm con chi đứt tay nè. Hồi nó quét nó thấy quét em phải đeo bao tay vô. Nó không có đứt mà chị sợ. Ngày qua bác cho em một đống bao tay bằng mũ. Bao tay bằng để mình nấu mình trộn đồ ăn á. Tay bị không? Ờ. Bịch có 20 cái à. Bịch loại nhỏ nhỏ chắc bữa đó bà mua đồ người ta tặng á. Bác cho em 4 bị. Cũng bị nhỏ hả? Một bị là một cái hộp là có 20 cái. Ờ bịch giống như chắc là nghĩ giống như là đi ngân hàng hay là gì người ta tặng vậy thận. Bị nhỏ xíu à. Cái này mình mua bị tới 100 cái. Ờ còn này có 20 miếng à. Cái đó em nghĩ chắc đó là giống như người ta làm để tặng quà. Chứ bình thường người ta bán là 100 cái không không? Nó cho em 4 hộp. Cho miếng nước nha. Cho miếng nước vô cho nó dễ xay. Thường ta có cái máy to. Hồi cho thêm miếng nước nữa. Sao bỏ nước nhiều quá, không chỉ bỏ nước nhiều không có được. Nó tiêu chữ nước như nào thôi. Không phải nhưng mà hồi mình cũng chế nước này vô trong đây mà. Chứ phải chế vô đây hết hả? Không. Em tưởng đâu cái nồi nước nó chế đây hết chứ. Nước đó là để mình chỉ dùm lúc mình làm trộn á, mà nó trộn ấy nó sành sệt là được không? Nó lạc hoặc là nó mặn, giờ mình đổ thêm gia vị vô, giờ mình chế cái nước này vô cho nó hò lại chứ không có đổ nước lạnh vào vô. Chế nước lạnh vô là tiêu. Luôn hả? Tay tỏi gừng đều xay nhuyễn. Người ta có máy lớn người ta xay lần, còn mình không có thì mình phải chịu khó xay nhiều lần. Làm mà không tới bến đò. Cái này mình làm ít mà lâu sao? Thấy mấy người kia họ làm mấy chục bắp, cả trăm bắp thì có mấy người ở xóm người ta lại làm phụ dần công chứ thân. Bữa nay đi làm nhà này, nay làm nhà kia.
6 bắp cải nhiều tiền vậy hả? 3 bắp nhiêu? 15 ngàn. 6 bắp 15 ngàn là cũng rẻ. Một bắp cái gì là 2 2 ký hả? Không, một bắp cái gì là 6 ngàn. 5 ngàn, 4 bắp thì 10 ngàn. 6 bắp thì 12, 15 ngàn đúng không? Họ bán ấy hả? Bán rẻ cần bắp hả? Không, 2 cái gì là 5 ngàn. Là hai một cái túi lưới hả? Một không, một túi lưới là 3 cái, còn này là chị mua nguyên cặp. Ờ nguyên cặp, cặp hả? Là 5 ngàn. Ờ cặp 5 ngàn đúng rồi. Cặp đúng rồi, 3 cặp 15 ngàn đúng rồi. 3 cặp 15 ngàn đó. Ừ. Giờ ngồi xuống đây cắt cho đi lên đây. Gừng đem xuống nha. Gừng đổ vô luôn đấy. Nhà tới sắc táo sai, mình có lê thì mình làm lê, có táo làm táo, nói chung là cái nào cũng được, mà lê thì nó sẽ ngọt hơn. Sắc là nhỏ nhỏ chút để cái máy nó nhỏ mà còn sắc to nữa, không là ép tắt nó sai gần chết. Muốn xài máy bền lâu thì nó phải sắc nhỏ nhỏ. Nó cứng. Gừng này nó cứng. Chị đổ vào đây. Đừng quay sau lưng nó quần lót có nhất. Giờ xay táo thôi, nó đợi củ củ gừng, củ cải trắng với cà rốt sắc nhuyễn nữa là xong. Còn con gái đang ngồi xem tivi mà còn ngồi ăn bánh dịp giò nữa kìa. Bên hàng là tới mùa đông là cải là ngon nhất, nó ngọt, nên là mùa đông này cải vừa rẻ nữa, nên họ làm họ để dành ăn một năm luôn. Mình làm vậy đâu ăn được mấy tháng hết rồi. Chị năm mấy luôn hả? Có mình ăn cái nhiên đâu. Ổng lâu lâu ổng mới về ổng ăn. Táo nó mềm xay nhanh nha. Táo xay có bự hả? Trong đây gồm có hành lá sắc khúc nè, gừng xay nè, tỏi xay nè, táo hoặc là lê xay nhuyễn nè. Nếu mà có lê thì khỏi có táo, mà có táo thì khỏi có lê, mà có lê thì ngon hơn, ngọt hơn.
À, xong một phần xay rồi, bây giờ tới phần sắt. Ở bên Việt Nam mình thì mình có nếp, nấu cháo nếp, xong mình đổ vô cái bột. Cái này là không có nếp thì mình nấu bột mì. Đây là bột mì nấu chín thì mình có nếp thì mình nấu cháo nếp mình đổ vô cũng được. Bình thường người ta hay làm cháo nếp. Đó là gì vậy? Tôm, bánh tôm. Ruốc hả? Ừ. Đây là con tôm họ ngâm muối làm làm mắm. Bên Việt Nam mình không biết có này không ta? Có không? Có hả? Đây là con ruốc họ ngâm muối nè. Này là gọi là mắm con ruốc. Là ở ngoài chỉ có ngoài Phan Thiết có mắm này hả vậy thần? Mắm ruốc. Cái này nó không có nước ha. Nó khô queo ha. Ừ. Đâu có khô mà đâu có nước ha. Vậy mình mua là người ta vớt ra mình thấy coi bình thường có cái bọc nó hay có nước mà ta. Này nhiêu trợn bao nhiêu bọc tôm vậy ạ? 6 ngàn mắc quá ha. 6 ngàn có nhiêu đó. Mua chợ này hả? Bột. Đây là bột ớt. Thuốc bột. Cái này mình hai giá rồi. 6 bắp. 2 giá. 3 giá hả? 3 giá giữ đi. Ớt nhiều nó ngon. Ớt nhiều nó đỏ nó mới ngon. Có, nói chung là mình làm hồi mình trộn lên hả, thấy mình á từ cái đừng trộn nữa hả, nhưng mà thấy nó là không đỏ thì mình thêm ớt bột nữa cái này vậy hả. Làm cái sắt cải chấm và cà rốt, làm kim chi này để chua mình ăn với mì tôm là ngon ha. Nhà em cũng còn củ cải trắng em để hoài, chưa nấu canh, có thịt bò nấu canh thịt bò em không được. Nãy em lên rồi bên kia đây. Quê anh kia. Gì vậy Minh hả? Quê em bên kia. Ăn ăn sô cô la cái mỏ rồi kìa. Ủa tự gỡ được không hay ta? Ừ. Trời ơi, kêu nó đợi chút nó gửi rồi xong tự gỡ rồi ăn luôn rồi. Chưa con này mà đợi. Hả? Lại đây mua quay phim nè. À, thấy ấm mà đây hả? Thấy giận trong hình mắt cười nè. Ủa vậy kim chi nha. Kim chăn. Bữa Minh Hà trong trường nó làm kim chăn có đem về không? Vậy hả? Cô giáo cho mọi người, nói chung là bên này mà có làm gì là cũng đem về, đứa nào cũng có miếng hen. Nít bên này đi học cái gì nó cũng cho làm hết nha. Hơi bự không vậy thường? Có đầu bào á không bào?
bào nhuyễn quá hả? Không ngon hả? Để lâu nét bát. Dạ hả? Ừ. Gì lắm mình hả? cây táo ở dưới hình trái dính đỏ rồi không ai ăn hay không hái nữa. À, bột mà ăn. Hả? Giờ nó chín bột mà hả? Ơi, mua 5 cái táo với thùng quýt này là ăn xong là đẻ luôn. Ăn xong là tái đẻ là vừa. Còn hả? Ăn còn á, để lâu. Dạ. Ờ đúng rồi, để lâu nó bị thúi á. Nhưng mà mình để cách rời ra nó không chồng lên thì nó không sao. Còn mà nó chồng lên nó ấy. Chị bỏ bị lông á. Bỏ bị hả? Ừ. Để hơn thùng giấy á. Thùng giấy rửa cho người kia người nọ xong rồi cái chị vô bỏ. Vậy hả? Chị phải lấy cái thùng giấy chị để ra nó không lâu, nó lâu hư hơn, nó héo lại chứ không có hư, còn bỏ một bị xịn á. Hư á. Nhiều cái chị để ra thùng giấy. Ba cái hành nó xay rồi mà nó gọi nó hăng lên cay mắt hết. Nhà bà chủ làm kim chi chưa ta? Ừ. Tại bình thường làm xong là đem đi công ty ăn á. Sắt củ cải không có nẹn, hồi nữa mình lấy bao tay mình xóc lên hả? Trộn lên chứ mình không có lấy giá nó gãy. Bên Hàn Quốc này mùa này là ai cũng làm kim chi dự trữ hết nè. Không cắt làm đôi cho nó dễ sắc. Cần sắt hai sắt cũ này nữa là xong là có thể quét được rồi đó. Thích nhất là khúc lần quét thôi. Thắc cười, hồi xưa mới sang Hàn Quốc cái nghe người ta đồn mà ăn kim chi bị ung thư không dám ăn miếng nào, bà chủ bà cho quá trời luôn mà tôi nó để hư không dám ăn. Ai giờ sau này á nghe người ta nói ăn kim chi nó mới tốt cho sức khỏe, nó có gừng có tỏi là trị chống cảm nè nè, rồi bắt đầu ăn khi thế. Lấy đầu bào. Ờ lấy đầu bào, tại cà rốt này nó cũng cứng hơn. Minh Hà té nè Minh Hà.
đúng rồi. Em thấy mấy người hàng họ toàn là bào bằng này không nè. Em thấy củ cải trắng cà rốt thì họ bào bằng đó không? Nó nhỏ quá à. Dạ dạ trời ơi chạy còn quýnh tôi nữa. Vậy. Về. Trời ơi. Trời gì đây? Nè con gái quậy quá. Cái bà của Việt Nam bà đúng không? Ừ. Em toàn làm gỗ em lấy bào này em bào không à. Nhưng mà em để cái này nằm im phải không? Em đẩy. Em lấy củ cải em đẩy. Chị đẩy chị sợ nó đứt tay. Nó trơn. Còn em bào vậy em sợ nó xước vô móng mình. Còn em đẩy không? Đúng là người Việt. Người Việt xài đồ Việt cho dễ. À đúng rồi em đẩy vậy đó. Giống như mình bào nước đá ha. Nhớ hồi xưa ở nhà đi đi học á thấy người ta bào nước đá phái. Thấy người ta bào nước đá mình thích nhưng mà bào tới khúc cuối khó bào thấy không? Lại thấy người ta xay nước mía cũng phái nữa. Củ cải bên này nó ngọt, cái nó không có hăng giống củ cải của mình, của người mình nó nhỏ nó hăng. Hình như ở Đà Lạt nhà có củ cải bự này hay gì sao? Không biết nữa, nhưng mà nghĩ chắc ở Đà Lạt tại xứ lạnh mà. Còn trong trong Nam mình thì